Tèo 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 tèo. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với channel của mình. Lại là mình, Vũ Lít đây. Và chào mừng các bạn đã tới phần tiếp theo của Minecraft Pixelmon. Và nếu các bạn cảm thấy thích cái series này của mình, đừng quên bỏ lại cho mình một like. Và đừng quên chia sẻ video để ủng hộ cho mình nha. Đó chính là cái động lực rất là lớn giúp mình làm thêm những cái video tiếp theo hay hơn. Thì hiện tại mình đang ở cái chỗ gọi là Hoa Hồng các bạn ạ. Thì mình đang đi tìm cái sa mạc, thề với các bạn luôn. Không biết là các bạn đã nghe mình nói là mình đi tìm cái sa mạc ở trong cái trò này được từ tập mấy giờ rồi không? Nhưng mà chỉ được đúng một cái mảnh nhỏ nhỏ đây là sa mạc thôi các bạn ạ. Còn lại đây các bạn nhìn mình đi này, ui giời ơi, đi khắp mọi nơi luôn. Nhưng mà vẫn chưa tìm thấy cái sa mạc đâu, bây giờ thậm chí mình còn không nhớ cái nhà mình trồng cây ở đầu tiên ở chỗ nào luôn đấy các bạn. Đấy, nhưng mà mình vẫn chưa tìm thấy sa mạc các bạn ơi, cho nên là cái mục tiêu của mình vẫn là đi tìm sa mạc nha mọi người. Thế chứ sa mạc ở trong game này mình thấy nó còn khó tìm hơn cả mấy con Pokemon huyền thoại nữa các bạn. Trời đất ơi, ít ra thì mình còn có một cái con Pokemon huyền thoại rồi. Chắc là mình sẽ thử cưỡi Pokemon huyền thoại đi tìm cho nó sẽ có nhanh hơn không nào anh em. Vì là mình không thích bay ở trong cái phần này lắm nhá mọi người. Đấy, bay các bạn cứ ấn giữ cách này. Đấy, các bạn cứ nháy cách này thì nó sẽ ớ cái gì đấy. Dưới đây nó sẽ có một cái từ đá mình xuống mình lấy đấy anh em. Ui ủa, lắc quá vậy. Dưới nó sẽ có một cái dương, mà trong dương đây cũng toàn mấy cái đồ mình không cần đấy anh em. Có dưa hấu à, dìu này. Trời, các bạn nhìn cái dìu nhìn như kiểu là cái phóng lợn ấy, vãi cả trường. Đấy. Nhưng mà nói chung là cái con này bay nó cũng đỡ hơn mấy con khác các bạn ơi. Con Etanus này này. Con này thì nhiều bạn nói là con này là mấy con khủng long khá là mạnh ở thời điểm hiện tại. Thì mình cũng không biết nó mạnh đến mức độ nào. Nhưng mà nói chung là nó mạnh các bạn ạ. Đấy, hiện tại là mình đang ở đây này. Mình sẽ tiếp tục bay ở phía trước các bạn. Ơ kìa. Sao nó không bay nhỉ? Đấy. Đó. Bắt đầu quen cách bay là nó sẽ khác anh em. Đấy. Bạn thấy không? Bắt đầu quen cách bay là bắt đầu nó sẽ đỡ hơn. Úi giời. Ở đây đây, sa mạc. Không ta? Không phải. Nó chỉ là ôi hết bay nổi rồi. À vẫn lên à. Mừng quá. Thế chứ mình không thích cách bay lắm nha. Nhưng mà thôi, có thì bay tạm vậy. Ráng đi tìm cho được cái sa mạc quá. Mình nghĩ là đi theo hướng mặt trời chắc là sẽ tới. Ui hết bay lên nổi rồi. Rồi chạm dưới nước rồi anh em ơi. Gì mà nhỏ dữ vậy trời. Để mình xem nào. Ui giời ơi, thôi giờ mình sẽ bơi vậy. Mình còn gỗ. Rồi không có gỗ làm thuyền luôn. Nhưng mà mình nghĩ là mình có mấy con Pokemon bơi được ấy các bạn. Nhưng mà thôi, để bơi kiểu này đi vậy. Đây các bạn ơi, ở đây có một cái con Pokemon nhìn cũng khá là đẹp này. Chắc là mình sẽ bắt nó nhở. Bắt nó nhưng bây giờ mình cũng không có chỗ để bỏ vào để cái PC ấy, để dưới nước cũng được. Nhưng mà lặn lên lặn xuống mất công lắm. Mình không biết con này level bao nhiêu đây. Ui level 50 à, ngon. Mình có thể sưu tập con này vào trong cái bộ sưu tập Pokemon hệ nước của mình. Nhưng mà chắc là mình cho mấy con này ra đánh đi ha. 50, cứ trên 50 là mình sẽ bắt đây anh em. Tạm thời thì mình cũng chưa biết như nào, nhưng mà cứ trên 50 thì mình sẽ bắt vào bộ sưu tập của mình đã. Rồi có gì thì sẽ tính tiếp. Đó, xem nào, 35, 80 nào. Chưa đánh phải bao nhiêu phần trăm, bây giờ phải tính đã. 54. Ui, mười mấy phần trăm anh em ạ, 16% mà. Ghê nhờ. 21 à, đánh được một phát. Ui, đập ngủm rồi. Cho con này đi. Mình sợ đánh cái nó ngủm quá các bạn. Chưa 40 thôi nhá. Ôi đấy, biết ngay mà. Mới nói xong. Rồi mình bị lặn xuống dưới luôn. Mấy con này thì không có tính được sát thương anh em ơi. Tính sát thương hên xui lắm, cho nên không biết. Chắc là mình sẽ đi cưỡi con rồng thôi anh em. Nhưng mà cưỡi con rồng nó cũng bị che lắm. Mình không thích bị che lắm. Trời ơi. Dính ngay quả bị rơi xuống dưới đại dương. Cay thật. Ai, về bờ rồi anh em ơi. Về bờ. Thấy ở trên minimap có này. Ui. Nhưng mà hình như ở đây có một quả Pokemon này các bạn. Mình cứ tưởng về là nó về cái khu sa mạc luôn. Nhưng mà tiếc quá không về khu sa mạc các bạn ạ. Khu này thì cũng chẳng biết nói là khu gì nữa. Thề với các bạn luôn, mình đã đi tìm cái khu sa mạc cách đây gọi là 10 tỷ năm rồi nhưng vẫn chưa tìm thấy. Rất là cay cú đến bây giờ vẫn chưa tìm thấy các bạn ạ. Trời ơi, từ cái tập bao nhiêu. Cái này như bán được hay sao này. Bán được có tiền đó. Phải chặt mấy cây đi kiểu kia cho nó dễ anh em ạ. Đây mình chặt mấy cây này mình làm thuyền. Làm thuyền để đi tiếp các bạn ơi. Thế với các bạn luôn chứ mấy nay mình cũng muốn đi tìm thấy cái sa mạc mới lắm. Nhưng mà vấn đề đây là mình không tìm thấy sa mạc. Bởi vì mình nghe nói là ở sa mạc ấy thì nó còn có cả kim tự tháp nữa các bạn ạ. Đấy, và kim tự tháp thì nó sẽ có mấy cái món đồ cổ ấy, bán rất là đắt.
Cho nên là đấy là cái mục tiêu chính của mình, mà mình muốn đi tìm một cái sa mạc các bạn ơi. Mình nghe mọi người nói là sa mạc sẽ có rất nhiều kim tự tháp, và ở trong kim tự tháp thì nó sẽ có rất là nhiều những cái đồ cổ có giá trị cao, đâu đó tầm mấy trăm cơ các bạn. Ngon lắm. Cho nên là phải ráng đi kiếm được thì ngon. Mình phải quăng bớt cái gì đi á. Xíu mình phải về nhà đấy các bạn. Không về nhà cảm giác là không có đồ để mà làm. Này, nó bị thừa mứa quá các bạn. Làm một cái thuyền nhá. Rồi, để đây đi. Sau đó là mình sẽ tiếp tục đi đi tìm anh em ạ. Tìm xíu nữa mới không có thì mình sẽ đi đi về vậy. Khu này là khu băng hiếm này anh em. Trời ơi, tìm tới khu băng hiếm trước cả khu sa mạc rồi. Trời, đừng có như thế chứ. Khu này là khu băng hiếm cực nhất game luôn hay sao ấy các bạn. Mới là bên đây có con Pokemon huyền thoại nào xịn không ta. Mấy con hải cẩu này. Trời ơi, nhưng mình không muốn qua khu băng trước khu sa mạc các bạn ơi. Ui, bót đúng không? Con này chắc là bót rồi. Nhưng nó bay vậy là sao đánh nó nhở? Mới là bót, con gì nữa đấy. Khu này nhiều con nhìn lạ quá rồi. Chim chắc không cưỡi đâu anh em. Con này chắc là con bót rồi. Bót hoặc shiny. Thế chứ cái bản này mình không biết phải nói các bạn thế nào, chứ chơi cái này này các bạn, chơi cái Pokemon này này, cảm giác càng up thì nó càng đi xuống anh em ạ. Chả biết tại sao, nhưng mà nó là sự thật đấy mọi người. Càng up nó càng đi xuống. Ui, kiểu trời mưa này dễ có kill gri ấy ta. Up đúng kiểu up đi vào lòng đất luôn các bạn. Càng up thì nó lại càng đi xuống. Mình thấy mấy game khác chơi càng up thì nó càng phải có cái nhiều cái mới. Cái này càng up thì nó càng mất đi này. Chúng ta mất đâu đó là cái gym này. Mất đâu đó cái mấy cái tiến hóa các thứ anh em ạ. Trời ơi. Và thay vào thế vào đó là một cái sự gọi là một cái map nó to vãi cả lồng đèn trung thu luôn. Nói chung là thiếu nhiều thứ lắm các bạn. Không thể nào mà có thể gọi là kể hết được. Sa mạc đây rồi, phải không ta? Nhìn không giống sa mạc lắm. Chắc là không phải sa mạc đâu. Bởi vì là mình đã quá quen với việc là cứ tưởng là sa mạc nhưng mà không phải rồi anh em ạ. Mình đã gọi là... Ôi, có tàu đắm. Ui, con tàu nguyên con anh em ơi. Bình thường là mấy con tàu nó nửa con ấy thì nó chỉ có một chút thôi anh em. Đấy, nó chỉ có một dương thôi. Còn con tàu nguyên con này như phải nó phải có hai dương hay sao ấy. Đâu, để xem nào. Có báu. Như ở dưới đây là một cái hay sao. Dưới đây sẽ có một cái đúng không anh em? Đúng rồi, chính xác. Mình sẽ đào từ đây. Ủa, nên mình có lấy cái dìu phóng lợn không ta? Không lấy rồi. Tí mình xuống mình cất đồ mới mệt ấy. Ở đây kim cương thôi à? Trời ơi, nó chỉ có kim cương thôi à? Kim cương, ngọc lưu ly. Tính ra cũng không phải là mấy món đồ mình cần anh em ạ. Sắt. Thay than đi. Không ngon rồi, không giòn rồi. Bên đây, vậy là chắc bên đây vẫn còn chứ đúng không? Đây là thuyền nguyên chiếc mà. Đó. Hay đây là thuyền bình thường các bạn ạ. Mình nghĩ đây là một trong số những cái thuyền bình thường. Lông ạ, giấy ạ. Bản đồ kho báu. Ngon. Mình lấy cái bản đồ kho báu mình đi dò cũng được. Bởi vì bây giờ mình rảnh cũng chẳng có gì làm. À đây còn cái dương nữa này. Blue footer gì này. Thôi chắc là mình sẽ phải bỏ bớt mấy cái này ra anh em ạ. Mặc dù là cái gì mình cũng cần đấy. Không biết cái này bán được không. Bỏ hết vào nào. Ui cái thuyền này nhiều dương quá đấy. Vào đây để nó hồi lại này. Chắc là có 3 dương thôi. Nếu mà một cái thuyền bình thường chắc nó sẽ có 3 dương các bạn ạ. Hết rồi đó. Bây giờ mình sẽ cầm từ cái bản đồ kho báu xem nó dẫn mình tới đâu nè. Đâu rồi. Bản đồ kho báu mới nó có gì nhỉ? Là mình là thằng nào? À đây mình sắp tới rồi anh em. Mình sắp tới rồi. Ok, thế này sao mà nhìn nhỉ? Đang đi ngược lại anh em ơi, đi ngược lại. Phải không ta? Đúng rồi, đi ngược lại. Để mình đi tìm cái bạn, để đi tìm cái chỗ kho báu các anh em. Tính ra là cái kho báu ấy nó cũng gần các bạn ạ. Nó không đến mức độ xa lắm. Ở đâu đó ở ngay đây này. Đấy, mình sắp tới rồi đó. Đi xuống cái đây là tới này. À, nó sẽ nằm ở đâu đó ở trên bãi cát ở đây. Mình chỉ sợ kho báu nó bị dính ra biển thôi. Dính ra biển thì rất là mệt luôn đấy các bạn. Đó, đâu đó ở trên đây. Rồi. Giờ mình sẽ đi lên ha. Đây, nó sẽ ở đây à. Chính xác nó sẽ ở đây anh em ạ. Nhưng mà giờ mình phải làm... Trời ơi, phải làm nhiều đồ lắm luôn á. Thứ nhất là mình cần phải làm một cái...
Để cái này đây ha. Thực ra là bây giờ mình dư khá là nhiều ấy, cho nên cũng không quan trọng lắm. Mấy cái cây gì đấy? Trời ơi, lại còn đánh lộn với mấy con này nữa hả? Một hit nữa mày. Rốt đi, không lấy. Trời rốt. Cái này như không làm được hay sao ấy. Đây. Ui, gỗ xanh anh em ạ. Green good. Green good, gỗ xanh của MU anh em ơi. Vãi trưởng ạ. Green good này, thanh niên Green good của MU. Thanh niên đánh bạn gái này. Áo ma Canada, sao mình lại có thể gặp cả ở trong Pixelmon thế này. Ghê gớm thực sự. Đó, mình sẽ phải làm một cái xẻng cho mọi người. Hồi nãy mình có lấy kim cương rồi, mình sẽ làm xẻng kim cương luôn. Làm xẻng kim cương cho nó ngầu. Đó. Làm một cái bàn chế tạo. Ok. Thôi chắc là mình sẽ làm thêm một cái dương đi. Có gì mình cất đồ thừa vào chứ nhìn đồ tựa lưa tè le. Tựa lưa tà la. Cà rốt vàng chứ không cần này. Mấy cái sắc này chắc cũng chả cần nữa. Biết tại sao? Bởi vì là mấy cái này bán thì bán được nhưng mà không có đắt anh ạ. Bán chả được mấy đồng. Rồi xong rồi đấy. Nhặt cái này đáp vào đây luôn. Giờ chúng ta sẽ đào xuống. Không biết là kho báu có nhiều đồ không. Nhưng mà trước tiên thì mình cần phải làm một cái ủa không phải kim cương à? Hồi nãy mình lấy cái water, cái eye gem anh em ạ, không phải kim cương. Trời ơi. Thế mà mình cứ tưởng là kim cương chứ. Mình sẽ làm một cái xẻng em ơi. Xẻng đào ở đây. Đó. Rồi cái xẻng nhìn kỳ quá hả? Đâu nhỉ? Đây. Chính xác là ô này. Đây ô này chính xác đấy nhá. Sẽ đào thẳng xuống. Có thể nó sẽ ở gì rồi các bạn. Rồi phải làm cái cúp nữa rồi đấy. Cảm giác là phải làm cái cúp nữa. Rất là mất thời gian luôn. Đây mình sẽ làm một cái cúp. Cúp gì bây giờ? Không làm được cúp sắt các bạn ạ. Vãi lều. Còn có hai sắt à. Không làm được mấy cái đồ này nữa. Vậy là mình phải nhặt thêm một cục này nữa. Quăng cái này đi. Ok. Bỏ vào đây. Rồi làm một cái cúp gỗ thôi anh em. Đó. Một cái cúp gỗ thôi. Sau đó chúng ta đào xuống. Không biết có phải không đi. Nhìn bản đồ thì đúng chỗ này ấy. Mà mình nhớ là mấy cái kho báu này đào xuống mấy ô là tới thôi mà nhở. Đào hơi sâu nha. Hay là mình bị lừa rồi. Đào sâu lắm thì chắc không phải nhở. Này. Ở trên hay sao? Trên một ô hay sao anh em? Mình cũng chả biết nữa các bạn. Nhưng mà chắc không sâu đến mức độ đấy đâu. Đúng không anh em? Các bạn đang nghĩ sâu đến mức độ đấy không? Mình nghĩ chắc làm gì sâu đến mức độ đấy. Thôi đào lên đi. Đấy cái bản đồ kho báu này ngáo thật. Mình bị lừa bao nhiêu cái bản đồ kho báu đấy. Để mình đào xung quanh đã. Trước tiên cứ đào xung quanh trước đã. Mình nghĩ là nó nông nông thôi. Làm gì mà đến mức độ sâu tít thế kia trời. Không có à. Mình cầm lại cái bản đồ nữa. Rõ ràng là chỗ này. Trước mặt một ô đi. Đào trước mặt một ô đi anh em. Ở dưới này là đất rồi mà nhỉ. Mình nghĩ nó ngày trên thôi. Nó không đến mức độ mà nó đào sâu xuống dưới đâu các bạn. Đấy. Đào rất tít tại đây thì chắc không phải rồi. Hồi trước mình nhớ là mình có lấy một cái nhưng mà nó chỉ ở đâu đó ở trên thôi các bạn ạ. Cái này mình uy tín luôn các bạn là không phải ở dưới đây đâu. Nó chỉ đâu đó ở trên thôi, mình sẽ đi sới sới ở trên là kiểu gì cũng gặp. Nó chỉ nằm ở trong cát thôi anh em ơi. Chứ không đến mức độ nó phải nằm ở trong kia đâu. Mình sới cát một hồi thì kiểu gì cũng ra anh em. Để mình thử sới nào. Đờ, heo game này trôn quá vậy. Từ từ ở trên đây có con bot á. Mình đào hết chỗ ở đây chả thấy đâu anh em ạ. Lừa rồi. Có cái nào nó nằm ở dưới đất không nhở? Mình nghĩ nó nằm gì đến chuyện nó nằm ở tít dưới đấy nhở? Nằm ở đấy thì hơi ảo đấy. Con boss này level 80 à? 80 không biết là con này có solo nổi không? 70 solo với 80 hy vọng là ăn được. Bởi vì là ôi nó đánh con này cũng không mất nhiều máu lắm. Bởi chắc mình ăn được con boss này rồi anh em. Ngon ngon ngon. Có tiền có tiền. Đây xem nào. Cái gì đây? Light off à? Ui, hai món ngon, lấy hai cái này. Giờ người của mình nhiều đồ quá rồi, chắc là mình phải đi về thôi anh em ạ. Về bán buôn bán cái đi. Có kẹo này. Kẹo này là để cho mấy con Pokemon cùi anh em ạ.
S là nhỏ đúng không? M là bình thường, còn L là lớn. Vẫn hơi bực nhỉ. Chẳng lẽ bây giờ phải đào sâu dưới à? Đào sâu dưới là như một kim đáy bể đấy các bạn. Rõ ràng nó đâu đó ở gần đây mà nhỉ. Làm gì đến mức độ mà xa đâu ta. Được, mình chỉ đào xuống dưới một tí vậy. Mình đào xuống dưới một tí thì có nha anh em. Không có chắc là thôi vậy. Bắt đào sâu thì chịu ấy. Chắc không đến mức độ sâu lắm đâu. Ôi các bạn ơi, mình nghĩ là không có đâu. Mấy kho báu bình thường nó vùi ở cát thôi đúng không? Nó chẳng có vùi vào mấy cái này đâu. Không có mà. Đời heo. Sao không thấy nhở? Mà rõ ràng nó chỉ là đây mà nhỉ. Đây nó chỉ ở đúng chỗ này này. Đấy, mình đang đứng ở đúng chỗ này nhá. Bây giờ mình sẽ đào xuống. Mình sẽ đặt niềm tin ở trong cái trò này một tí nữa. Một chút xíu, một lần cuối thôi nhá mọi người. Nó mà không được như ý thì thôi, mình sẽ đào hư cái cúp này. Nếu như mà đào hư cái cúp này mà vẫn chưa được thì thôi nha. Mình nghĩ là nó chỉ có ở cát thôi anh em ạ. Chứ nó không đến mức độ nó sâu xuống tít dưới đây đâu các bạn ơi. Mình đào lục tung hết cả lên rồi đấy. Đào lục tung hết cái đám cát mà có thể là có ở phía trên rồi đấy. Mà vẫn không thấy nhá mọi người. Rồi hư cái cúp luôn rồi. Mà vẫn chưa thấy. Đấy. Thì chứng tỏ hay là ở cái bản này nó không cho kho báu ta. Mấy lần rồi đấy. Mình bị cái vụ kho báu này mấy lần rồi các bạn. Mấy cát này mình đào xới tung lên rồi. Đây là đất nhá. Đấy, đây là đất này anh em thấy không? Ồ, vẫn còn mấy cục cát à. Nhưng mà đây nó nằm ở rìa ấy, nằm rìa ngoài rồi chắc không có đâu. Mà thôi dáng cố đào thêm một chút nữa nào. Nếu mà có thì tuyệt. Không có rồi anh em ạ. Không có mới ảo ấy chứ. Này. Mấy chỗ cát này mình đào hết sạch hết rồi. Chứ đây chắc là cũng không phải rồi. Bởi vì nó sẽ nằm ở đâu đó ở ngay dưới chân rồi. Mình cũng đào được mấy lần rồi các bạn. Mình đào kho báu mấy lần rồi mình biết. Kho báu này kho báu dởm ạ. Thôi có gì đánh dấu chỗ này ha. Có gì mốt quay lại. Đây mình sẽ đánh dấu chỗ này lại nhá. Cái này là cái gì đấy? Đây, kho báu. Đấy mình sẽ nhớ chỗ này chỗ kho báu nhá mọi người. Mốt có gì mình sẽ quay trở lại đây. Còn bây giờ mình sẽ đi về cái. Từ từ mình mở mạng LAN lên đã. Mình sẽ tele về nhà. Bây giờ mình cũng không nhớ cái nhà của mình nó ở đâu để mà tele về. Trời ơi, cái đường mình đi nó xa lắm rồi đấy các bạn. Đường mình đi cái map này, trời ơi các bạn nhìn này. Đấy, nó xa lắm rồi. Mình cũng chả nhớ nổi cái nhà đầu tiên của mình nó ở chỗ nào đấy anh em. Chắc là tít dưới đây. Các bạn nhìn này. Mình đi cái map nó dài đằng đẵng cái này rồi. Nhưng mà vẫn chưa thấy con đấy đâu. Đây đây, chỗ này, nhà mình đây. Vẫn chưa thấy con cái chỗ sa mạc đâu anh em ạ. Trời ơi, không biết bao giờ mới tìm thấy sa mạc đây. Ủa cái gì màu tím đấy chưa? À màu tím. Màu tím là cái gì ạ? Màu tím là cái what? À màu tím là cái chỗ mình vừa xếp đúng rồi, quên. Để mình về mình xem có bán được cái gì không nha. Nhưng mà trước tiên thì ra đây quăng đồ đã. Cái gì đấy? Cái gì nó bay lên kia kìa? Hy vọng là xuất hiện một con Pokemon huyền thoại đi. Để bắt. Đấy, mấy cái cây nó vẫn chưa mọc ra này các bạn thấy không? Thế chứ nhiều cây chờ đúng lâu nữa vẫn chưa mọc ra nhá. Kể cả mình có đi hay mình ở nhà á, nó không mọc các bạn ạ. Nó chỉ cần nó thích rồi nó sẽ mọc, còn nó không thích thì thôi, nó cũng chả thèm mọc các bạn ơi. Đấy, trồng thêm một cây ở đây nữa. Bây giờ thì chúng ta sẽ đi bán hết cái đống này, hy vọng được khá tiền. Mà ở nhà mình giờ nó cũng đâu có bán với quả bôn đâu. Ê, rồi ông già Noel. À cái này nó bắt mình đi tìm cái Fortress Nether anh em ạ. Bắt xong mấy cái nhiệm vụ gần đây nó toàn bắt mình xuống địa ngục vậy ta. Đây mình thử bán thêm nhá. Có Luxury Bone này. Ui, ngon. Ui, tiền đấy. Ô cái này tiền đấy. Ô cái mấy cái này nhặt ở trong thuyền anh em ạ. Nhớ nhá. Big Nugget này. Chiên Ông Future, mấy cái này nhặt ở trong thuyền này phải nhớ anh em ạ. Đây cái này hồi nãy, ui ngon. Hồi nãy mình tính đáp đi á. Nhưng mà mình nghĩ lại, mình không đáp nữa. Thế là bây giờ mình có một đống tiền. Ai game này không có nhiều tiền nhá. Các bạn thấy mấy cái game này không có nhiều tiền nhá. Mấy cái sắc mà ghép lại á, cũng không được nhiều tiền đâu. Vậy là hôm nay mình cũng khá là vỡ bở 61.000 rồi. Cũng mua được khá. Thôi chắc là làm vài quả Luxury nhỉ. Vài quả Luxury đi. 1, 2, 3, 4, 5 đi. Làm 5 quả đi. Mình chưa biết, tạm thời mình cũng chưa biết công dụng của quả Luxury này là cái gì. Nhưng mà tạm thời mình cứ làm thêm 5 quả đi ha.
Còn lại thì đa phần là những cái đồ mình không xài được đấy các bạn. Đa phần là những cái đồ mình không xài. Quả berry này cũng không dùng được nè. Cái chuông này thì cũng không xài, mình đi lượm về thôi. Lượm về cho nó vui thôi anh em. Ủa cái này không có bán được à? Cabot này không bán được à? Mình tưởng cái cabot này bán được cơ đấy, nhưng mà nó không bán được các anh em. Khá là nhiều thứ mà mình tưởng là bán được nhưng lại không bán được này. Ruby các thứ này. Đấy. Cái ZZ này mình cũng tưởng là bán được nhưng mà không nhá anh em. Khá là nhiều thứ. Ôi chết rồi. Vậy là hồi nãy mình để quên cái máy tính ở chỗ đấy rồi anh em. Mà thôi chả sao. Tương lai thì mình cũng quay lại mà anh em. Bao giờ thì mấy cây đấy mới chịu mọc đây. Khó chịu nhờ. Ấy, tính ra nó mọc cũng nhiều mình không để ý ấy chứ. Né. Mọc rồi nè anh em. Đó. Đấy cũng mọc cây màu đen rồi nè. Đó. Ngon luôn. Đây. Đấy. Nó mọc mà mình không để ý ấy, anh em ạ. Chứ thực ra là mình nhìn từ xa mình không thấy hay sao ấy chứ. Hay là mình tới nó mới mọc nhỉ này. Mấy cây nó mọc ở đây thì sao mà nhìn thấy được. Phải tới mới thấy được các bạn ạ. Có một vài cây là chúng ta phải tới mới thấy được nha. Tôi đứng ở bên đây nhìn nè. Nó sẽ có các góc khác nhau ấy các bạn. Nó sẽ có các góc khác nhau. Nếu mà chúng ta đứng ở góc khác chúng ta không nhìn được. Nhưng mà chúng ta đứng ở góc khác nữa chúng ta sẽ nhìn được. Ở hết rồi đấy. Cũng chả nhiều anh em ơi. Được vài quả màu đen và vài quả màu vàng. Thế thì thà đi tìm mấy cái chỗ chúng ta TP tới chúng ta mua cho nó nhanh. Mình sẽ TP đây mình xem có quả cầu rồi mình mua nha. Đây. Chỗ này cũng có một cái làng này. Nhưng mà làng này như là không có. Không có chỗ kia. Chỉ có làng này thì có đây anh em. Để mình TP nào. Làng này thì có nha. Làng này thì có chỗ bán cầu nha. Trước giờ thì mình cũng gặp mấy cái làng rồi. Làng nào có chỗ bán cầu thì mình sẽ TP tới để mình mua cầu. Ok. Uchabon này. Ủa sao nó tăng giá à các bạn. Mình mua tối đa được bao nhiêu. 55.000 à. Chắc là mình sẽ mua đâu đó tầm 20 đi anh em. 20 quả Uchabon nữa nha. Ok. Mua tầm 20 quả Uchabon nữa. Còn lại thì mình sẽ chờ nó bán thì có đắc bôn hay mấy cái bôn khác ấy. Thì mình sẽ mua. Rồi và chắc là mình cũng sẽ tạm dừng cái clip này thôi. Và nếu các bạn thấy thích cái series này bỏ lại cho mình một like và chia sẻ clip để ủng hộ cho mình nha. Thực ra thì mình cũng cảm thấy là cái series này nó càng úp càng chán ấy. Nhưng mà mình quyết tâm rồi các bạn ạ. Mình phải đi tìm được sa mạc ở trong game này thì mới nghỉ. Mình mà không tìm được cái sa mạc lớn thì mình không nghỉ đâu. Ok mọi người nhá. Còn bây giờ thì xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn những clip tiếp theo của mình. Bye bye.